Cái nghề trồng lúa của tôi, cái nghề này trồng là 5 thế hệ rồi đó. Xưa đó là trồng lúa thì mình mần nó bấp bênh lắm. Bấp bênh có nghĩa là mình mần không có doanh nghiệp theo tập quán của mình, mình không có đi học lớp tập quấn ba giảm ba tăng rồi đó. Thì bây giờ nó thay đổi rồi, mần theo cái hướng bền vững, thì có ký kết doanh nghiệp, rồi có nhà đầu tư rồi làm ổn định. Xin chào các bạn đang theo dõi chương trình Sống Xanh của VTV Money. Tôi thì có một vài con số như thế này ạ. 4 tháng đầu năm nay thì Việt Nam đã xuất khẩu được khoảng 3,4 triệu tấn gạo và thu về hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Còn nếu tính cả năm 2023 năm ngoái thì nước ta xuất khẩu được khoảng 8,13 triệu tấn gạo và thu về khoảng 4,67 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam thì vẫn vững vàng trong top 3 quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất trên thế giới và ngành hàng lúa gạo vẫn là một ngành hàng quan trọng đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của nước ta. Thế nhưng mà sản xuất lúa gạo lại đang đóng góp tới 50% lượng phát thải khí nhà kính của ngành nông nghiệp. Mà hậu quả hiệu ứng nhà kính thì quý vị cũng đã thấy rồi đó, trái đất đang ngày càng nóng lên. Và một số dự đoán cho rằng là năm 2024 có thể sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử được ghi nhận từ trước cho tới nay. Thế nên là việc chuyển đổi sang trồng lúa carbon thấp là điều vô cùng cần thiết. Thế thì trồng lúa carbon thấp như thế nào và việc đo đạc lượng khí carbon phát thải ra trong quá trình sản xuất lúa này ra sao? Mời quý vị sẽ cùng tôi về với miền Tây Nam Bộ, về với đồng bằng sông Cửu Long, nơi đang đóng góp khoảng 50% sản lượng lúa gạo và 90% lượng gạo xuất khẩu của cả nước để chúng ta cùng đi tìm câu trả lời. Vượt hơn 1.900 cây số, tôi về với huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. An Giang là một trong những địa phương có năng suất lúa dẫn đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Rồi nghe mấy chú nông dân ở đây kể chuyện trồng lúa, mà không phải lúa thường, đây là lúa giảm phát thải, hay tôi gọi với một cái tên mỹ miều hơn là lúa carbon thấp. Nói nôm na cho dễ hiểu, thì lúa carbon thấp là lúa được trồng, chăm bón, thu hoạch trong một quy trình giảm đến mức tối thiểu việc phát thải khí nhà kính. Nói cái này thì chắc là mấy bác nông dân khó hiểu, nhưng mà nói trồng lúa 3 giảm 3 tăng hay 1,5 giảm thì là họ hiểu ngay vì đã học và áp dụng từ lâu. Tôi có học cái lớp 3 giảm 3 tăng, 1,5 giảm cũng có học hết. Cuối 2006 bước 2007 là bắt đầu tôi đã có đi học mấy cái lớp đó rồi đã về áp dụng tới bây giờ. Thế nó có hiệu quả lắm. Có nghĩa là mình đi làm học được mấy cái lớp đó rồi mình về mình áp dụng vô cái đồng ruộng mình giảm cái chi phí xuống cũng khá là nhiều. Hồi trước người ta làm 3 giảm 3 tăng, gồm giảm lượng giống gieo xạ, giảm lượng thuốc trừ sâu bệnh, giảm lượng phân đạm, tăng năng suất lúa, tăng chất lượng lúa gạo và tăng hiệu quả kinh tế. Sau này người ta làm thêm 1,5 giảm, 1 là phải sử dụng giống lúa xác nhận, và 5 giảm là giảm lượng giống gieo xạ, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật, giảm lượng phân đạm, giảm lượng nước và giảm thất thoát sau thu hoạch. Những mô hình này, cái được trước nhất là giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho bà con trồng lúa. Và cái được sau nữa, dài hạn hơn là giảm phát thải trên cây lúa, lâu dài còn có thể bán được tín chỉ carbon. Hiểu như vậy nên giờ mấy bác nông dân ở miền Tây cũng rất siêng năng đi học. Tập quấn là giảm phát thải nhà kính á, mình cài cái app Gago á, họ dạy là cái làm giảm phát thải nhà kính. Mình làm cái gì mình là nhập vô cái đó. Thí dụ như mình xả phân bữa nay là bao nhiêu ký phân, rồi cái giá phân bao nhiêu, rồi công lao động rồi làm như là mình nhập vô trong đó. Cái nữa thì mọi người có thấy là nó khó học không chứ? Lúc đầu nó cũng bỡ ngỡ lắm, nói nông dân mà cầm tới cái cảm ứng, cái điện thoại cảm ứng mà người ta cũng bỡ ngỡ lắm. Chừng mấy tuần sau thì người ta mới hiểu được rồi, người ta làm thấy nó cũng dễ. Lúc đầu thì cái người nông dân á, thường thường ít có sử dụng những công nghệ về điện thoại thông minh bây giờ nhiều. Nhưng quá trình khi mà nếu mà có học rồi á, người ta chỉ rồi mình về mình làm thao tác thì nói chung cũng không phải khó gì. Có biết được là mấy ham mấy thích. Hỏi ông Minh hay ông Bảy thì mới biết đã có khoảng 2.000 nông dân tại tỉnh An Giang tham gia vào dự án thử nghiệm đo phát thải trên cây lúa. Việc này có thể được thực hiện khá đơn giản thông qua một ứng dụng trên điện thoại có tên là Rice Hero.
Rice Hero giúp theo dõi lượng phát thải khí nhà kính trong quá trình canh tác, thu hoạch và chế biến lúa. Các bác nông dân sẽ cần nhập vào những thông tin cơ bản như sản lượng lúa, diện tích đất, giống sử dụng, lượng thuốc bảo vệ thực vật. Và sau đó, ứng dụng sẽ tính toán và hiển thị lượng phát thải khí nhà kính theo từng giai đoạn sản xuất. Rice Hero đã được Off-Farm Việt Nam thử nghiệm qua hai giai đoạn. App thì được người dân phản hồi là cái mức độ, cái khả năng ứng dụng sử dụng cũng khá là phù hợp với người dân. Cái thời gian sử dụng cũng rất là ngắn, trong một vụ lúa chỉ hết khoảng 8 đến 10 phút trên một vụ lúa. Từ bình quân khoảng 1 đến 2 phút trên một lần nhập số liệu, và một vụ lúa như vậy người dân cần nhập khoảng 4 lần. Cái thứ hai là cái tính chính xác của cái app được so sánh với các cái phương pháp đo tiêu chuẩn dựa trên hệ thống chamber thì cũng khá là tốt. Cái độ sai lệch khoảng 8-10%, và cái độ sai lệch này nó hoàn toàn là có thể chấp nhận được đối với một cái phương pháp đo phát thải khí nhà kính trên thực địa như vậy. Đo được, giảm được khí nhà kính và tiến tới bán tín chỉ carbon. Đây cũng là mong muốn của các cán bộ làm nông nghiệp ở tỉnh An Giang. Chúng ta cũng có một cái công cụ để tính toán về cái phát thải của từng nông hộ. Thông qua đó, nếu mà có những cái quá trình chi trả cho người nông dân tham gia trên đồng ruộng, thì thông qua những cái phần mềm này, những cái ứng dụng mà công nghệ này thì cũng có thể giúp được cho bà con nông dân nhận được những cái, thứ nhất là biết được cái số lượng phát thải của mình là bao nhiêu, thứ hai là số tiền đã được là thu nhận lại là bao nhiêu để đầu tư dở đồng ruộng như thế nào. Tôi hỏi chú Bảy Minh về tính chỉ carbon. Chú bảo là có nghe nói nhưng không biết bán như thế nào, cũng không biết bao nhiêu. Nhưng hàng ngày chú vẫn miệt mài ngoài ruộng, lẩm bẩm một mình với cái điện thoại của mình. Ai hỏi thì chú cười bảo, ngồi nghe lúa thở.